Sáng nay thì hàng loạt website tin tức tại Việt Nam như là Dân Trí, Soha hay Kênh 14 vân vân đã bị lỗi không thể truy cập. Nhiều phỏng đoán cho rằng là những trang tin tức này đã bị hacker tấn công bằng hình thức DDoS, tức là từ chối dịch vụ, giống như những đợt tấn công các trang báo điện tử cách đây không lâu. Tuy nhiên, đơn vị vận hành hệ thống thì cho rằng data center hay còn gọi là trung tâm dữ liệu của đơn vị này gặp sự cố. Nguyên nhân chính xác của sự kiện này thì đang được các chuyên gia tìm hiểu. Những sự cố mạng luôn cho thấy một nguy cơ thường trực về những lỗ hổng trong giao dịch online. Và một vấn đề rất đáng quan tâm nữa liên quan đến giao dịch thông qua Internet là theo thống kê của cơ quan an ninh mạng tại Việt Nam thì có tới gần 23% smartphone tại Việt Nam từng bị nhiễm mã độc. Trong khi hiện cả nước thì có hơn 30 ngân hàng với khoảng 1 triệu người đăng ký ngân hàng điện tử, trong đó thì rất nhiều người sử dụng smartphone để thực hiện giao dịch. Nguy cơ mất an toàn là có thể xảy ra khi đa số người sử dụng smartphone tại Việt Nam lại chưa có ý thức trong việc giữ gìn và bảo mật các thông tin của mình. Với sự phát triển của công nghệ thông tin thì chỉ với một chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn như thế này thì rất nhiều những cái giao dịch thanh toán online đã có thể thực hiện. Và ví dụ như với bản thân tôi thì tôi có thể thanh toán tiền điện thoại di động hay là tiền internet bằng một chiếc điện thoại như thế này hàng tháng. Và với cái mật khẩu one time password, mật khẩu chỉ sử dụng một lần, thì tôi nghĩ là cái tính bảo mật an toàn rất là cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an ninh mạng thì mọi điều không hẳn là như vậy. Anh Nguyễn Văn Thắng thường sử dụng điện thoại di động để thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến, chuyển khoản tiền cho bạn bè. Khi thực hiện giao dịch, anh Thắng thường nhận được tin nhắn OTP, One Time Password, tức là mã số sử dụng một lần để kích hoạt giao dịch. Tuy nhiên, anh vẫn bị mất tiền. Cách đây khoảng một thời gian khoảng 2-3 tháng gì đó, tôi đang chuyển tiền thanh toán hợp đồng. Khi mà tôi đã nhập lệnh và chuyển khoản, thì như vậy là hệ thống báo là mã này không hợp lệ. Thì sau đó thì tôi có tìm hiểu lại qua bạn bè thì được biết rằng là tin tặc một kẻ nào đó đã như vậy là họ nó đã chặn được cái mật khẩu đó của tôi đấy, và khi tôi biết được thì tin tặc cũng biết được, và họ và tin tặc nhanh tay hơn tôi là nhập cái mật khẩu đó vào và thực hiện là chuyển tiền đến một địa chỉ một tài khoản khác. Anh Thắng chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp bị mất tiền ở Việt Nam. Chuyên gia an ninh mạng giải thích, đã sử dụng OTP rồi mà vẫn có thể bị mất tiền. Đó là do điện thoại của bạn đã bị hacker theo dõi. Thủ đoạn của hacker là cài mã độc vào điện thoại của bạn. Khi bạn nhận mật khẩu OTP để thực hiện một giao dịch thanh toán hay chuyển khoản, thì tin tặc sẽ cướp ngay mật khẩu OTP đó và thực hiện hành vi trộm tiền. Tuy nhiên, người sử dụng sẽ ít để ý mình bị mất tiền hay không. Nếu như thủ đoạn của tin tặc là mỗi tài khoản, chúng chỉ lấy từ 50 đến 100 nghìn đồng. Đối với các giải pháp đảm bảo an toàn cho giao dịch của các ngân hàng ấy, thì bây giờ có nhiều giải pháp khác nhau. Ngoài cái việc mà OTP ở trên điện thoại thì chúng ta có thể dùng các biện pháp mà an ninh cao hơn, như ví dụ như là cái giải pháp OTP nhưng mà dùng cái thiết bị token. Hoặc là để đảm bảo an toàn nhất thì chúng ta sẽ phải áp dụng ứng dụng là chữ ký số, thì đây là giải pháp mà đảm bảo an toàn nhất hiện nay. Lưu ý là thứ nhất là mình thường xuyên kiểm tra làm sao thông tin cá nhân của mình không bị lộ lọt ra ngoài. Cái thứ hai, họ phải thường xuyên là cập nhật những cái bản diệt mã độc trên máy của mình. Hiện cả nước có hơn 30 ngân hàng với khoảng hơn 1 triệu người đăng ký ngân hàng điện tử, trong đó rất nhiều người sử dụng smartphone để thực hiện giao dịch. Cũng theo các chuyên gia, để đảm bảo các giao dịch an toàn, người sử dụng tuyệt đối không được truy cập vào những đường link lạ.